Tác phẩm Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm giảng sanh. Tác giả Thích Minh Tuệ. Tế bào ung thư. Lễ Phật một lạy, tội diệt hàng sa. Lạy càng nhiều càng tốt, nhưng hành giả chuyên tu thì phải ưu tiên giữ câu Phật hiệu hằng hiện tiền, luôn luôn không xen tạp, không gián đoạn. Niệm Phật một câu, phước đức vô lượng. Tùy sức, không nên lạy một lần quá nhiều, mỏi mệt dễ chán nản. Lạy vừa sức mình, nhiều lần trong ngày vẫn tốt hơn. C nhỏ, kinh hành niệm Phật. Kinh hành niệm Phật là vừa đi vừa niệm Phật. Niệm Phật là chánh, đi là phụ. Phải đi để thay đổi vị thế, tránh mỏi mệt. Không phải đi diễn hành. Tâm trụ nơi Phật hiệu chứ không phải trụ nơi bước chân. Kinh hành thân quá động, tâm khó an định lắm, nên thời gian dành cho kinh hành ngắn nhất. Suốt thời gian định khóa, bất luận là bao lâu, từ khi bắt đầu thắp nhang đến khi kết thúc bằng 3 tiếng chuông, phải niệm Phật không cho xen tạp và gián đoạn, nghĩa là ngoài thánh hiệu Di Đà không có bất cứ cái gì khác như định nghĩa trên. Định khóa rất cần thiết, nó giúp ta tinh tấn không giải đãi. Ba lớn, pháp thập niệm. Đối với người mới tập niệm Phật hoặc người quá bận rộn, nên hành pháp thập niệm như sau. Sớm mai thức dậy phục sức xong rồi, chắp tay hướng về hướng Tây, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nên lấy hơi dài, niệm liên tiếp một hơi, kể là một niệm. Niệm đủ 10 hơi là 10 niệm, nhưng đừng quá cố gắng. Hơi dài hay ngắn, tiếng cao hay thấp, niệm chậm hay mau, đều tùy theo sức mình. Niệm xong, phát nguyện gián tắt, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu có thờ Phật, nên thắp hương cúng Phật xong, đối trước Phật mà niệm. Khi vào và lui ra, phải lễ Phật ba lạy. Chỉ nên niệm 10 hơi, vừa quá 10 hơi dễ sanh bệnh. Trên đây là định mức tối thiểu dành cho người mới tu tập sơ cơ và người quá bận rộn. Tiến sâu hơn, hành giả nên tập niệm Phật thành thói quen và ghiền. Đề cập ở phần kế tiếp. Ngày ngày chí thành khẩn thiết niệm Phật đều đặn, không thiếu sót, không bỏ sót ngày nào. Cầu thêm trợ hạnh ăn chay, ăn mặn đồng tội với sát sanh cực ác và phóng sanh cực thiện. Hành trì suốt đời như vậy thì chắc chắn giảng sanh cực lạc quốc, đúng như lời Đức Phật dạy, lãnh ác ăn chay, làm lành phóng sanh, giữ tâm ý trong sạch, niệm Phật tam nghiệp thanh tịnh, đồng Phật giảng sanh Tây Phương. Bốn lớn, không định khóa. Hám Sơn Đại Sư khai thị: mỗi ngày trừ hai thời công khóa, chỉ đem một câu A-di-đà Phật đặt ngang ngực, niệm niệm chẳng quên, tâm tâm chẳng mê, dưới hết thảy sự đời chẳng nghĩ ngợi gì đến. Chỉ lấy một câu Phật hiệu làm mạng sống chính mình, cắn chặt hàm răng, quyết chẳng buông bỏ. Thậm chí ăn uống, cử động, đi đứng nằm ngồi, một tiếng niệm Phật này thời thời hiện tiền. Nếu gặp cảnh giới thuận nghịch, vui giận phiền não, lúc tâm chẳng yên, bèn đem một tiếng niệm Phật khởi lên, liền thấy phiền não ngay khi ấy tiêu diệt. Bởi niệm niệm phiền não là gốc sanh tử. Này dùng niệm Phật tiêu diệt phiền não,
chính là Phật độ nỗi khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tiêu được phiền não, liền có thể hết khỏi sanh tử, không có pháp gì khác. Nếu niệm Phật đến khi làm chủ được phiền não, thì làm chủ được mộng mị. Nếu trong mộng đã kiểm soát được, thì trong khi bệnh khổ cũng làm chủ được. Nếu đã làm chủ được bản thân trong khi bệnh tật, thì lúc mạng lâm chung liền biết chỗ sanh về. Sự này chẳng khó làm, chỉ cần làm với một niệm sanh tử, tâm khẩn thiết. Chỉ cần dựa vào một mình tiếng niệm Phật, không có suy nghĩ gì khác. Lâu ngày thuần thuộc, tự nhiên được đại an lạc, được đại thọ dụng. Thảo Am thiền sư dạy, trong hết thảy lúc đều coi là lúc lâm chung, thì thời nào cũng là thời niệm Phật. Niệm Phật như thế mới là tâm khẩn thiết. Tâm khẩn thiết như vậy mới sanh tịnh độ. Phải chí tử hạ thủ công phu mới mong thành tựu tịnh nghiệp. Thường nghĩ đến lúc chết, tâm mới tha thiết. Phải như vậy mới có thể đạt đến thành Phật. Đó mới là bí quyết niệm Phật chân thành. Cổ đức dạy, hành giả niệm Phật phải niệm ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, ngay cả trong mộng cũng niệm. Ấy mới gọi là chân niệm. Niệm đến tâm xót lệ ứa, niệm đến lửa tắt tro lạnh, niệm cho thần gào quỷ khóc, niệm đến trời vui đất mừng, giạt dầu sôi sau lưng, áo sen trước mặt, dẫu ngàn vạn người ngang ta không cho niệm cũng chẳng làm gì nổi. Theo đúng lời chỉ dạy trên, ta nên tập giữ câu Phật hiệu luôn luôn hiện tiền trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, ăn uống, mặc áo, tắm rửa, giặt giũ, vui buồn, phiền não, đau ốm, vân vân. Tập thành thói quen niệm Phật 5-10 câu trước và sau trong những trường hợp sau: 3 bữa ăn, sáng, trưa, chiều, khi tắm, khi đi vệ sinh, sau khi thức dậy, trước khi đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà, sau khi về đến nhà, hay làm những việc gì có tính cách cố định, chỉ cần tập một tuần lễ là quen. Càng nhiều thói quen càng tốt, tập thành ghiền, niệm Phật càng quý. Tổ thứ 8, Liên Trì Đại Sư dạy, bí quyết của hành môn niệm Phật là niệm nhiều. Nhiều ở đây là nhiều câu và nhiều thời gian, và phải không xen tạp, không gián đoạn. Kinh Hoa Nghiêm dạy, tùy duyên nhưng bất biến. Tổ sư Ấn Quang Đại Sư dạy, một lòng không trụ, muôn cảnh đều nhàn. Ngạn ngữ, ngọn núi cao không ngăn làn mây bạc, hay bụi trúc rậm chẳng ngại dòng nước chảy. Vậy hành giả tịnh độ phải khéo léo linh động, uyển chuyển, tùy duyên, tận dụng tối đa thời gian hành trì niệm Phật. Ví như người ở nhà bận giữ con cháu hay làm công việc nhà, người làm ở các công sở hay lúc lái xe đến sở hoặc lái xe về nhà, thì có thể mở máy cassette để nghe tiếng niệm Phật suốt thời gian này, gọi là khéo léo tận dụng tối đa thời gian niệm Phật để được giảng sanh cực lạc. Ưu Đàm Đại Sư dạy, muốn giảng sanh cực lạc cần chuyên nhất ý niệm, nắm chặt một câu A-di-đà Phật. Chỉ một niệm này là bổn sư của ta, chỉ một niệm này là quả Phật, chỉ một niệm này là dũng tướng phá tan địa ngục, chỉ một niệm này là bảo kiếm chém bầy tà, chỉ một niệm này là đèn sáng xua tan bóng tối, chỉ một niệm này là thuyền lớn vượt qua biển khổ, chỉ một niệm này là phương pháp hay thoát khỏi sanh tử, chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi ba cõi, chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà, chỉ một niệm này
là thấu suốt tịnh độ duy tâm. Chỉ cần nhớ câu A-di-đà Phật này ở nơi tâm niệm đừng bỏ mất. Niệm niệm thường hiện tiền, niệm niệm không rời tâm. Rảnh rang cũng niệm như thế, bận rộn cũng niệm như thế, an vui cũng niệm như thế, bệnh khổ cũng niệm như thế, lúc sống cũng niệm như thế, khi chết cũng niệm như thế. Được vậy bảo đảm vãng sanh cực lạc. Vậy thì chúng ta phải quyết chí tử hạ thủ công phu để vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Lời Phật dạy, kinh dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đức Thế Tôn nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chư Tổ nói, chúng sanh vốn dĩ là Phật. Do đây, Tổ Liên Trì Đại Sư nói, sát sanh là giết hại Phật Vị Lai, tội lớn nhất, cực ác. Phóng sanh là cứu mạng sống Phật Vị Lai, là phước lớn nhất, cực thiện. Phần 5. Niệm